Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại TikTok của Hoàng nhé. Hôm nay thì em test cho anh em xem hai con máy cưa xích tay cụt ST. Đó, hai con này thì nó chuyên cắt tỉa cành nhé. Một con là MS150TC và một con là 020T nha các bác nhé. Đó, hai con này thì máy bãi về nhập nguyên cây. Đó, chứ nó dòng máy dòng này là nó mới nó đắt lắm anh em. Con này là số bãi thôi. Đó, bãi nó cũng rất là đắt đỏ rồi. Đó, nhà nào đang có nhu cầu tìm mua thì liên hệ qua em nhé. Nó đắt hơn máy tàu rất là nhiều luôn nha em nhé. Đó, con này thì nó hàng của Đức nhập. Đó, con này thì rất là nhẹ, con này có 3 kg thôi. Nhà con này thì 5 kg, thì gần 5 kg nha, cải thân nhất là 5 kg. Đó, rồi sẽ test đổ nha. Con này thì 3 kg thôi. Nóng có 35 ly đi nha. Đó. Con này thì to hơn. Rất là mạnh luôn nha anh em nhé, bởi nằm nó rất là to. Rồi, xin chào anh em nhé.